cân lúc thì đã nấu hay là nấu rồi thì các bạn nên track lúc chưa nấu, và với những đại lượng đấy thì chắc chắn là nó sẽ chính xác nhất. Nhưng cái chưa nấu đấy nó đem lại sự bất tiện rất nhiều nếu... Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với một video mới của mình. Mình là Nguyễn, một online coach chuyên giúp các bạn trẻ đạt được bọn em ước và hình thành sự tự tin vào bản thân. Và mình đã nói rất nhiều những cái kiến thức về tập luyện, rồi đến ăn uống, và chúng ta đi sâu vào ăn uống là mình cũng nói rất nhiều về tâm lý rồi. Các bạn nên ăn ra sao, ăn như thế nào. Và đến ngày hôm nay đây, chúng ta sẽ đi vào một cái video gọi là how to, gọi là hướng dẫn các bạn sử dụng cái app mà mình thấy cực kỳ hữu ích trong quá trình mà ăn uống như nào, đó là MyFitnessPal. Và với các bạn nào chưa biết, MyFitnessPal nó là một cái app chuyên check những cái thức ăn để chúng ta biết được là tổng một lượng một ngày các bạn ăn nó sẽ bao nhiêu protein, bao nhiêu carb, bao nhiêu fat và bao nhiêu calo trong đấy. Và nếu các bạn muốn đi sâu hơn tìm hiểu những macronutrition ở trong đây, nó là một cái rất tuyệt vời và mình đã sử dụng vào tầm 7 năm nay. Và để hướng dẫn cho các bạn hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết nhất từ ban đầu, từ cách gọi là setup download về như nào đến những cái gọi là công đoạn nó chuyên nghiệp nhất, chuyên môn nhất, mà mình sẽ để timestamp ở từng khúc một để xem ví dụ như bạn đang ở đâu. Và mình biết là rất nhiều bạn xem cái video này thì đã có những bạn đã từng dùng rồi, nhưng mà tin mình đi, bạn sẽ học được rất nhiều những cái tip hữu ích khi các bạn sử dụng cái MyFitnessPal này trong video này. Để hướng dẫn các bạn từ A đến Z như vậy thì mình sẽ sử dụng cái tài khoản của một bạn nhân viên của mình. Đấy, đợt này bạn ấy mới vào cùng mình và bạn ấy bắt đầu hành trình tập luyện, nên mình cũng sẽ bắt đầu download từ ban đầu về giúp các bạn. Rồi, như ở đây đấy thì mình sẽ vào App Store này. Với bạn nào dùng Android thì có thể vào Google Store để có thể download nó về. Các bạn cứ vào và search MyFitnessPal đó, ngay ở trên đầu hiện ra luôn. Rồi, nó sẽ là một cái app có icon hình màu xanh, và các bạn thấy là đau rồi này. Thôi, bạn đã đau rồi thì mình sẽ bắt đầu bước setup đi. Mình mở ra, nó đang hiện. Và hình như bạn ấy cũng đăng nhập rồi luôn. Các bạn sẽ thấy là ở đây sẽ có gọi là sign up for free login. Thì nếu các bạn chưa có app, chúng ta sẽ sign up for free. Ở đây continue. Rồi, mục tiêu ở đây của bạn nó sẽ là gì? Các bạn cứ điền đại đi. Lose weight này, likely not very active này, male or female này, female đi. How old are you? 25. So, rồi, Việt Nam next. How tall are you? Các bạn chuyển sang centimet, nhìn cho dễ. Thực ra cái này nhá, mình có một cái tip dành cho các bạn, đấy là các bạn cứ điền đi. Tại vì thực ra lúc đầu nó sẽ ra cho các bạn những cái gọi là next. Rồi, đấy, ví dụ như ở đây nó sẽ là một cái email mà các bạn sẽ cần điền vào. Thôi, cái này thì mình nghĩ là các bạn cứ điền vào là các bạn sẽ thấy ra được một cái email mới. Rồi, cái này thì giống như đây, ví dụ bạn tích đại vào cái nào đó ở trong này. Rồi, mình muốn một lưu ý nhá. Cái calories mục tiêu mà nó đề ra cho các bạn ở đây ấy, nó là hoàn toàn nó dựa vào những cái phép tính và phép nhân của nó thôi. Các bạn không hoàn toàn phải theo nó. Còn mình muốn các bạn sử dụng cái MyFitnessPal nó như một cái công cụ để theo dõi thôi. Còn mục tiêu thì các bạn nên tự tính toán theo một công thức nào khác ở ngoài. Ở trong đây nhá, khi các bạn vừa vào này, skip đi. Các bạn vừa vào, những gì các bạn sẽ cần chú ý khi các bạn sử dụng app này. Đây ở ngoài các bạn sẽ thấy là tất cả những cái này nó sẽ là cái giao diện bên ngoài. Mình sẽ muốn các bạn quan tâm đầu tiên vào cái diary này. Diary ở đây là cái mà các bạn sẽ track hàng ngày. Rồi, cái tracking như thế nào đây chúng ta sẽ nói sau. Ban đầu cũng thế, mình sẽ muốn là các bạn đặt mục tiêu trước. Cái quan trọng nhất, bước đầu tiên, các bạn nhập mục tiêu của bạn ở trong mục More này. Khi các bạn thấy mục More nhá, nó sẽ có cái mục Goals. Ở trong mục Goals này thì ok, nó sẽ hiện tất cả thông số của bạn. Các bạn có thể điền whatever cái body weight của bạn muốn, current weight này, giống như mục tiêu này. Nhưng với cái mục tiêu về Nutrition Goals này, các bạn sẽ thấy được là có calorie, carb, protein and fat goal này. Rồi, đó. Ở trong mục này ấy, khi mà các bạn thấy được là calories hiện tại nó đang là 1280 này, carbohydrate là 50%, 20%, 30% này, thì ở đây chúng ta chỉ đặt được với mục tiêu về calories với version của free. Còn nếu các bạn nâng lên premium thì các bạn sẽ đặt được gọi là từng macro một. Cái đấy thì mình sẽ nói sau. Rồi, với calories này, các bạn ấn vào đây, các bạn đặt mục tiêu chẳng hạn như let's say bây giờ mình muốn bạn Vi đấy ăn 1600 này. Cái protein thì ít nhất mình cũng khuyên các bạn là nên để khoảng tầm 30%, thôi 35%.
35% là mức vừa phải. Rồi cái này thì hai cái này thì tùy thuộc các bạn muốn ăn carb là tinh bột nhiều hơn hay muốn ăn thịt mỡ nhiều hơn thì các bạn có thể điều chỉnh, chẳng hạn như 35 30, đây 35 đó, thì các bạn sẽ thấy được là nó sẽ là 100% và nó sẽ tự chia ra cho các bạn, nó là 140g protein, 140g carb và 53g fat. Đây là một con số hợp lý để các bạn có thể bắt đầu đó. Rồi sau khi các bạn có con số này rồi thì lúc này cái mà các bạn quan tâm đấy là các bạn sẽ nhập thức ăn hàng ngày vào, và bây giờ chúng ta sẽ đi cùng nhau đi nhập thức ăn. Rồi đến với cách nhập thức ăn ấy thì mình có một lưu ý, đấy là khi các bạn sử dụng MyFitnessPal, nó là một cái app xuất phát từ nước ngoài, cộng thêm nữa là cái app này nó cho người dùng được phép tạo những cái số liệu dữ liệu thức ăn vào, vậy nên với cái database của nó rất lớn và cái độ chính xác nó sẽ có những cái rất là chính xác, có những cái rất không chính xác. Và chính vì cái app này nó xuất phát từ nước ngoài nên tất cả những cái đại lượng thức ăn đến từ nước ngoài nó sẽ luôn luôn chính xác những cái đại lượng thức ăn mang tên tiếng Việt. Ở cái đây là hơi sự thật phũ phàng nhưng mà mình không phải là bias người Việt hay là cái gì đâu nhá, mà đấy là cái điều rất là bình thường khi mà tất cả những bạn tập đầu tiên, chẳng hạn như influencer các kiểu thứ khác, tạo ra những món thức ăn ở Việt Nam cũng lấy từ dữ liệu từ nước ngoài mà thôi. Vậy nên mình rất khuyên các bạn sử dụng các tên đại lượng bằng tiếng Anh để giúp các bạn có thể track chính xác hơn. Khi các bạn nhập vào dữ liệu thức ăn, các bạn sẽ add food này, ở mỗi mục là breakfast các bạn sẽ add food này, và ở trong đây thì lúc đầu các bạn sẽ chưa có những cái dữ liệu thức ăn ở dưới đâu. Mình muốn tìm trứng chẳng hạn, mình sẽ ghi eggs đó, tìm đó. Và có hai cái mà các bạn có thể cảm thấy chính xác nhất khi các bạn tìm dữ liệu thức ăn. Một là các bạn thấy được là những cái dấu tích nó giống như kiểu verify ở Facebook hay là Instagram, đã được kiểm chứng uy tín và độ chính xác đó. Ví dụ như ở trong đây này, một quả trứng lớn nó sẽ có 6.3g protein này, 4.8g fat này, và ở đây này nó ở trong, khi mà các bạn thấy ở trong cái trứng này này nó sẽ có serving size, có nghĩa là nó sẽ tùy thuộc vào cái quả trứng của bạn lớn hay nhỏ. Và ví dụ như các bạn có thể tìm được chẳng hạn như một quả trứng lớn này, một quả trứng medium này, một quả trứng cực kỳ lớn này, hoặc một quả trứng nhỏ này, hoặc thậm chí là bạn có thể chọn gram để ví dụ khi các bạn đập ra các bạn cân, thì mình thường dùng gram thì nó chính xác nhất. Chẳng hạn ví dụ 50 decimal 50 đó. Rồi đó thì các bạn có thể thấy được là ví dụ như 50g thì nó sẽ hầu như một quả trứng nó sẽ tầm nặng tầm 50g. Thì đấy, các bạn add food vào. Nếu các bạn khi tìm những loại thức ăn mà sẽ không có dấu tích ấy, mình rất khuyên các bạn sẽ sử dụng một cái ký tự trước khi các bạn điền vào tên thức ăn đấy, đó là USDA. Chẳng hạn mình muốn tìm gọi là ground pork chẳng hạn, là cái thịt lợn băm đó, thì nó sẽ hiện ra cái USDA chẳng hạn như thế này đó, có cái dòng ở dưới nó ghi là USDA như thế, thì nó cũng một phần chính xác hơn rất là nhiều. Có rất nhiều loại, đây ví dụ ground beef này đó, USDA các bạn sẽ thấy là ground beef nó có trong 4 ounce, thôi mình để 100g 1g đi, 100g đó, trong 100g của ground beef nó sẽ có 17.9g protein, 19.6g fat. Ok, nhập vào rồi. Bây giờ nó sẽ đến cái công đoạn mà mọi người rất hay mắc phải và mọi người sẽ suy nghĩ nhiều, đấy chính là với cân như thế này thì chúng ta cân lúc thịt đã nấu hay là nấu rồi. Rồi mình sẽ biết là chắc chắn bao giờ ấy, nếu mà các bạn tìm hiểu thật kỹ và các bạn sau này theo đuổi một body chuyên nghiệp, cần độ chính xác nó cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ 1000%, thì các bạn nên track lúc chưa nấu, và với những đại lượng đấy thì chắc chắn là nó sẽ chính xác nhất. Nhưng cái chưa nấu đấy nó đem lại sự bất tiện rất nhiều nếu các bạn cố gắng, các bạn chẳng hạn như ăn cùng gia đình, các bạn sẽ không nấu được một bữa riêng hẳn hoi cho bản thân bạn, và như vậy nó rất là bất tiện. Chính vì vậy nên mình, bản thân mình cũng như là tất cả các khách hàng của mình đều sử dụng đại lượng đã nấu rồi. Và khi các bạn track thức ăn ở trong này, thay vì các bạn chỉ tìm tên thức ăn thôi, bạn sẽ ghi luôn cách nấu vào, tại vì ở trong đây nó sẽ có tất cả mọi thứ. Mình vừa review nên có một đoạn mà mình bị miss mất, mình không quay màn hình cho bạn, nên là bây giờ mình sẽ lại một chút. Đó, thì ở trong đoạn này mình muốn nói rằng khi mà mình muốn tìm những cái đại lượng liên quan đến ăn uống mà track thức ăn đã nấu rồi, chẳng hạn như cái đại lượng mà mình hay tìm nhất đó là, hay là mình ghi cook. Ví dụ như mình ăn thịt lợn, mình sẽ ghi là cook ground pork. Thực ra là với bản thân mình đã track cái này khá là nhiều đó, nên là nó sẽ luôn luôn show up ở đây. Và có một cái mà mình rất hay dùng, đấy là mình sẽ không quá phân biệt. Các bạn muốn kỹ càng hơn, các bạn có thể ghi là roasted duck đó, ví dụ đây là gọi là vịt quay, vịt quay ở, yeah. Và như vậy thì
một đĩa thịt lợn đã nấu sẵn ra rồi, mình chỉ việc cân gọi là một đủ 100g mình ăn rất thoải mái, và như vậy dễ dàng hơn để ăn với gia đình và ăn với mọi người. Tất cả các loại thức ăn các bạn track, tại vì cách nấu nó cũng sẽ đem lại cái đại lượng khác nhau khá là nhiều. Hoặc thậm chí là các bạn ăn khoai đúng không, có nhiều cách, chẳng hạn như boiled sweet potato, đó nghĩa là khoai luộc. Còn đây các bạn có thể thấy là cái macro một gọi là 100g của nó sẽ khác hoàn toàn nếu mà mình so sánh với baked sweet potato. Đó, với baked sweet potato nó sẽ nhiều carb hơn, bởi khi các bạn nướng lên chắc chắn là khi cách nấu đấy nó sẽ mất đi cái lượng nước và nó sẽ nhẹ hơn, và như vậy với 100g nó sẽ có nhiều carb hơn so với là 100g của boiled, tức là khoai luộc. Đó, đây các bạn hoàn toàn có thể là track theo cách nấu để biết được chính xác thêm là để các bạn ăn bao nhiêu. Vì thực ra là khi các bạn nấu rồi nó sẽ còn khác biệt rất là nhiều so với lúc chưa nấu. Và giả dụ nhá, khi các bạn nãy giờ các bạn thấy được là mình đã track được cả một các bữa như thế, thì bây giờ là lúc mà mình sẽ xem với tất cả những loại thức ăn mình đã track như thế, mình còn lại bao nhiêu thức ăn trong ngày. Cái mà mình muốn các bạn chú ý sau khi các bạn đã track theo cái thông tin mà các bạn đã nấu như thế, thì đây nhá, ví dụ như các bạn có thể thấy được là sau khi, chẳng hạn sau cái bữa sáng này, để mình biết được là macros mình sẽ còn bao nhiêu ấy, chúng ta sẽ ấn vào cái mục more để mình thấy là cái macros một ngày mình còn lại bao nhiêu này, ấn vào cái more này, xong chúng ta sẽ ấn vào nutrition này, và mình sẽ ấn vào nutrition ở trên đây này. Đó, mình sẽ thấy được là protein của mình hiện tại nó đang là 29. Từ sáng giờ mình chỉ ăn 29g protein, mục tiêu của mình đang là 180 và mình còn lại 151g protein. Với carb nó sẽ là 91g, tự ăn sáng giờ 200g là cái mục tiêu của mình, và mình gọi là 109, fat 15, 40 và 25. Nhưng ở đây chúng ta mới đạt được 53g protein, 46g fat và đã 52g fat rồi. Có nghĩa là cái ngày hôm nay chúng ta sẽ phải ăn khá là lean với những thức ăn còn lại, chẳng hạn như ức gà, hoặc là ví dụ như ăn carb thì chắc chắn sẽ ăn cơm, khoai để làm sao nó lean nhất có thể, để làm sao cái mình không vượt qua cái ngưỡng của mức fat mà chúng ta đặt mục tiêu. Như vậy khi các bạn đi vào đây, các bạn có thể nhìn thấy được cái lượng thức ăn các bạn còn lại bao nhiêu. Và đây là với phiên bản version free, còn các bạn có thể thấy được là ở đây phiên bản premium này, mình có thể chọn vào macro focus để mình có thể thấy được là ở đây là mình sẽ còn 109 carb này, 25g fat, 151g protein. Nó rất tiện, mình đỡ phải chạy vào cái tất tít trong nutrition kia để mình tìm cái thông tin. Một cái rất là hay. Tôi có một cái chức năng mà mình cũng rất thích ở trong cái app của MyFitnessPal này, đó chính là cái chức năng barcode. Các bạn có thể thấy được là khi các bạn ấn vào Add Food này, các bạn sẽ thấy được là scan ở barcode đó. Rồi, ở đây mình có cái chai ketchup này, và thực ra kể cả khi mà mình ăn về cả mình sử dụng gia vị như kiểu ketchup ấy, mình muốn sử dụng cái có đường thì mình cũng sẽ cho nó vào, mình track nó vào ở trong để làm sao được tổng lượng một ngày mình biết được nó có phù hợp và nó bị vượt quá ngưỡng calo mà mình đặt ra không. Thì cái chức năng scan the barcode là nó rất là tiện khi các bạn scan cái barcode của nó vào đó, nó sẽ tự nhận ra cái barcode của bạn luôn. Và chẳng hạn như mình sẽ track theo gram, tại vì mình cân mà, nó sẽ dễ dàng nhất. Và chẳng hạn như ví dụ 20g chẳng hạn, đó nó sẽ có 6g carb, và như vậy bạn hoàn toàn có thể thêm vào ăn thoải mái như các bạn thích. Nhớ nhá, đừng có sợ, và chỉ quan trọng là chúng ta phải hơi check vào thôi. Một cái chức năng tiếp theo mà mình muốn giúp các bạn có thể gọi là tạo cái chế độ ăn nó dễ dàng hơn, nhưng mà cái này mình sẽ dùng điện thoại của mình để cho các bạn thấy được cái chức năng đấy nó dễ dàng hơn, thì mình cũng đã từng tạo rồi. Như ở đây khi các bạn có thể thấy được là cái app MyFitnessPal của mình, cái version này nó có gọi là premium, nhưng mà tí nữa mình nói sau nhá. Mình sẽ tập trung vào cái chức năng đấy là ví dụ mình add food vào này. Ngoài cái việc mà các bạn có thể theo dõi thức ăn ra, thì các bạn hoàn toàn có thể set up những cái bữa ăn. Các bạn có thể thấy ở trong đây có một My Meals chẳng hạn. Thì khi các bạn create a meal đó, ví dụ như các bạn thêm những cái thức ăn nào mà các bạn hay ăn, tại vì chắc chắn những đồ ăn mà các bạn ăn kia, các bạn sẽ đôi khi các bạn muốn lặp lại, thì nó sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn. Các bạn chỉ ấn một phát, ví dụ cái bữa sáng của mình, các bạn có thể thấy được là ở đây mình đang nhập hai cái bữa sáng mà mình hay ăn nhất, nó hay lặp lại nhất, đó là mình ăn khoai, trứng và hoa quả, hoặc đã ăn mì ức gà. Đấy, các bạn bấm vào đây các bạn sẽ thấy được là mình sẽ để bao nhiêu cái đùi gà, ức gà chứ, và cũng như là hảo hảo instant noodle đó. Ăn tất cả gì bạn thích. Và chẳng hạn như khi các bạn mình nhập á, mình chỉ cần ấn cộng vào đây phát là nó nhập luôn cả hai cái món kia vào. Như thế nó rất là tiện cho các bạn. Các bạn chỉ cần mất công ban đầu các bạn track thôi. Và kể cả khoai, trứng, hoa quả, nó rất là nhiều thức ăn này. Nếu mà ví dụ mình mỗi lần mình ngồi mình ghi lại, mình cân lại như thế này, nó rất mất thời gian. Nhưng mà nếu mình ăn đúng chính xác những cái đấy, thì mình chỉ việc ấn một phát khoai, trứng, hoa quả, nó sẽ tự động lock vào cho mình. Đó, các bạn thấy không? Và ở trong MyFitnessPal có một cái chức năng mình rất thích,
đó là một cái chức năng. Chẳng hạn ví dụ nhá, cái bữa cùng bữa ngày hôm trước các bạn ăn gì mà hôm nay các bạn ăn y hệt như thế, nó sẽ có chức năng là swipe sang để các bạn có thể thấy. Ví dụ như cái bữa ngày hôm qua của mình, đấy là bữa mình đi tập thì mình uống protein, mình chỉ cần swipe sang như thế này, đó là nó sẽ tự động nhập tất cả những thức ăn gì y hệt ngày hôm qua mà mình ăn. Chẳng hạn đây, ví dụ như ở trên đây at yesterday family meal này, ví dụ mình swipe sang đó, nó sẽ hiện tất cả những cái gì mình đã ăn trong cái bữa đấy ngày hôm qua nếu mình ăn lặp lại. Và như vậy nó rất tiết kiệm thời gian cho mình mà không tốn bất kỳ công sức nào phải ngồi nhập lại, đó, rất là tiện. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho các bạn thấy được là cái version của free và version premium khác gì và mình thích gì nhất nhá. Khi các bạn ấn ở nút ba cái dấu chấm trên cùng ấy, thì các bạn sẽ thấy có rất nhiều cái gọi là feature. Thì chỉ có mỗi calorie focus là nó available cho những người dùng free thôi. Còn ví dụ nếu mình muốn nhìn cái số macro dễ hơn mà mình không phải chui vào tít cái mục nutrition hay là nutrient ban đầu mà mình bảo với các bạn á, thì mình sẽ chọn macro focus và nó rất là tiện. Như các bạn thấy là ok, với cái bữa sáng của mình thì sau khi mà mình ăn xong cái bữa sáng đấy, bữa trưa bữa tối của mình nó sẽ còn lại là 153g protein này, 25g carb và 131g carb. Mình có thể nhìn thấy luôn mà mình không phải chui tiếp vào kia để mình tìm. Đó, và bây giờ mình chỉ cần nhập thức ăn để làm sao nó vừa hit đúng cái số macro mình đặt ra thôi. Rất là easy, rất là dễ dàng. Và một cái nữa, cái feature nữa mà các bạn có thể thấy là cái tên các bữa ăn. Đó, các bạn thấy là pre-workout này, intra-workout này, post-workout này, family meal này. Thay đổi tên các bữa ăn đấy nó sẽ chỉ được sử dụng ở trong cái premium mà thôi. Thêm một cái nữa mà mình cũng rất là enjoy và mình sử dụng rất là nhiều ở trong cái mục của premium đấy là mình vào mục mục tiêu nhá. Và mục calories, net carb, protein, fat goals. Đó là các bạn có thể set thay vì là phải chọn phần trăm và không làm tròn số được như ở bên free version, thì ở đây thì mình hoàn toàn có thể chọn sang gram và mình sẽ chọn bất kỳ cái loại mục tiêu nào mình muốn đó. Ví dụ như 100, 150, 200, 300 thế nào, hoặc là thậm chí những số lẻ như 256 nếu các bạn có phải là tính ra từng cái một đó. Còn với bên free version các bạn chỉ đạt được phần trăm mà thôi. Và mình thấy nhá, cái premium nó sẽ còn rất nhiều cái benefit nữa, nhưng mà hầu như mình chỉ dùng gọi là cái đặt mục tiêu là một và cái nhìn số gọi là macro của mình còn lại như thế nào. Tuy chỉ khác biệt một chút thôi nhưng mà nó save time và save rất nhiều và giúp mình không bị stress rất là nhiều đó. Có một cái nếu các bạn quyết định sử dụng cái gói premium này thì mình muốn các bạn chẳng hạn ok, bấm vào mục My Premium Tool này, ấn vào mục Exercise Calorie Setting. Vào đây thì các bạn sẽ thấy là Adjust My Calorie Goals. Tại vì ở trong cái mục Premium này các bạn hoàn toàn có thể tự nâng được cái lượng calories các bạn dựa vào các bài tập các bạn tập. Nhưng mà mình rất khuyến cáo là các bạn tắt cái chức năng này đi, bởi cái này nó sẽ add những calorie dư thừa vào cái calories của bạn. Và thực ra nó không phải là, chẳng hạn như các bạn sử dụng cái điện thoại, các bạn sử dụng cái đồng hồ thông minh để các bạn có thể track được cái việc tập luyện của bạn, một buổi tập các bạn đốt bao nhiêu calo, thì tự nhiên cái MyFitnessPal này nó sẽ cộng thêm số lượng calo đấy để các bạn có thể ăn đủ theo cái mức macro các bạn set từ ban đầu, để làm sao nó đấy trừ đi cái lượng calo đấy. Nhưng mình rất khuyên là tắt cái chức năng đấy đi, không dùng. Không tự nhiên hôm sau bảo ăn đúng cái lượng thức ăn đấy của MyFitnessPal đưa ra mà vẫn bị tăng cân, nó bị ngẫu nhiên tăng lại và nó không chính xác một tí nào đâu nhá. Bây giờ mình sẽ muốn này giúp các bạn suy nghĩ một vài cái hơn, ngoài việc mà ok, nếu các bạn cứ muốn perfect hóa tất cả mọi thứ, vì hãy nghĩ nhá, cái MyFitnessPal nó chỉ là một cái công cụ thôi, nó không phải là một cái gì đó mà làm cho các bạn cứ phải suy nghĩ đắn đo là phải chính xác 100%. Vì đôi khi các bạn ăn những món ăn mẹ nấu, những món ăn chẳng hạn như sườn xào chua ngọt, ví dụ như thịt khó tộm, đấy là những thức ăn nó sẽ có thêm gia vị chẳng hạn đường thế này thế kia, nhưng những món ăn đấy là những món ăn các bạn rất là khó track. Và cái kinh nghiệm bản thân mình track như thế nào, kinh nghiệm bản thân mình chẳng hạn các bạn có thể thấy được là ở trong cái pre-workout của mình, buổi trưa lúc nào mình cũng ăn, chẳng hạn như hiện tại mình đang ăn 168g cơm và 100g thịt lợn, nhưng mà mình chỉ ghi là ground pork cook thôi. Với mình sẽ không bao giờ gọi là cứ phải nghĩ ra thịt kho tộ tiếng Anh là gì nhỉ, tìm như thế nào nhỉ, bao nhiêu calo nhỉ. Không, mình sẽ chỉ track với đúng 100g ground pork như thế này. Ở trong kia nó sẽ có một chút sai số khi các bạn track là cái thịt kho tộ hay kể cả ví dụ như ngọt, chắc chắn nó sẽ có gia vị đường thế này thế kia đúng không. Nếu bạn muốn rất kỹ, chính xác 100% và các bạn sẵn sàng chịu cái stress từ cái việc gọi là tracking quá kỹ càng như thế thì ok, mình chấp nhận. Nhưng nếu các bạn như bản thân mình muốn easy hơn một chút, thì tại vì bữa nào mình cũng ăn như vậy nên có một chút sai số ở những cái loại thức ăn mà khó track như vậy,
thì hoàn toàn ok hết, không có sao cả. Nhưng chúng ta cũng sẽ nên hạn chế, chúng ta không ăn quá nhiều. Chẳng hạn như bản thân mình chỉ đặt mục tiêu là hôm nào mình cũng chỉ ăn 100g buổi trưa và 100g thì là buổi tối thôi. Mình không ăn vượt quá ngưỡng đấy, còn cái số protein còn lại nó sẽ đến từ những loại gọi là protein khá là lean, chẳng hạn như ức gà, tôm, cá rô phi, để làm sao cân bằng được cái sở thích của mình và cũng như là giúp mình duy trì được lâu nhất trong cái hành trình này. Và cuối cùng đi nữa là kể cả khi các bạn có ăn hơi sai lệch như thế thì cái quan trọng nhất nó là sự thay đổi về lượng calo intake theo cả một thời gian dài. Và ví dụ như chẳng hạn như tuần này các bạn ăn y như vậy và các bạn ăn khoảng tầm 2000 calo mỗi ngày, nhưng sang tuần nó sẽ giảm xuống còn 1500 calo. Và với cái lượng drop như thế mà kể cả có sai số ở những cái đơn vị như là cái chất lượng có tội của bạn thì các bạn vẫn có thể giảm được. Nên đừng perfect hóa quá để rồi chuốc lấy những cái stress thêm phiền không đáng nhá. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà các bạn có thể track được những cái món ăn chẳng hạn như gọi là khó track và ăn với phở chẳng hạn. Với phở là một loại thức ăn trộn lẫn như thế thì chúng ta làm nên làm như thế nào? Rồi, chắc chắn rồi, các bạn sẽ không bao giờ track chính xác được 100% cả. Mỗi quán phở nó sẽ liều lượng nó khác nhau hoàn toàn về chẳng hạn như cái số thịt bò hay là ví dụ whatever gia vị người ta bỏ vào đấy. Nên khi mà mình ăn phở nhá, và cái này thì mình chỉ gọi là track ở trong cái thời gian mình tăng cân thôi. Còn với thời gian mà mình giảm cân, đặc biệt là thời gian nào mình phải cực kỳ ăn ít và cần độ chính xác cao thì mình sẽ rất ít ăn phở hoặc thậm chí là không ăn phở đó. Còn nếu mà các bạn muốn track nhé thì chẳng hạn như các bạn có thể thấy bây giờ mình sẽ track lại cho các bạn xem. Rồi, chẳng hạn nếu mà tối nay mình ăn phở, mình sẽ tìm bánh phở thực ra thì mình hay tìm nó gọi là bún đó. Thì mình track gọi là bún với phở nó cũng khá là giống nhau, nên đấy, như bản thân mình không bị stress quá là khi mình track bún, mình chắc phải chính xác là bún, track phở chính phải chính xác là bánh phở. Mà hầu như khi mình track bánh phở này rồi cũng như là đấy bún gì thì đều mình track là gọi là verse mildly. Đây là cái đại lượng mà mình tìm từ lâu rồi. Và chẳng hạn như ví dụ nếu bánh phở là 200g này, mình track thêm nữa là chẳng hạn thịt bò đi, beef đấy, ví dụ như thịt bò mình dùng 90-10 này, 100g này đã nấu này đó. Xong rồi mình sẽ chẳng hạn nếu mà hôm nào mình ăn thịt gà thì mình sẽ tìm nước dùng thịt gà, còn không thì mình sẽ tìm nước dùng phở beef broth đó, chẳng hạn như vậy. Thì đây là một cái đại lượng nó cũng gần chính xác để mình biết được là ok, với ngày hôm đấy mình ăn như thế thì nó sẽ còn lại bao nhiêu. Nhưng chắc chắn rồi, nó không phải là chính xác 100% thôi nhé. Còn nếu mà ví dụ các bạn muốn theo dõi lâu dài, cứ ăn những giai đoạn ban đầu khi các bạn còn được ăn nhiều, budget nó còn nhiều. Sau này khi bắt đầu cái budget được ăn nó còn ít, cái độ thoải mái chắc chắn nó sẽ ít hơn, thì lúc đấy chúng ta sẽ sử dụng hay chọn những loại món ăn nào. Mindfulness Bar này nó chỉ là công cụ, cũng như là cách bạn ăn uống nó cũng chỉ là công cụ để giúp các bạn đạt được cái mục tiêu body như thế kia thôi. Đừng quá stress để rồi các bạn điên đầu rồi các bạn bỏ luôn. Hãy dần dần ok, cho mình gọi là hơi khắc khe một chút, hơi dễ track một chút, để cái công cuộc đấy nó giúp các bạn đi đường xa và đạt được kết quả. Rồi sau này khi các bạn đạt được cái kết quả gọi là các bạn siết xong rồi đúng không, các bạn đi lên dần dần, các bạn sẽ có thể vẫn để enjoy được những loại thức ăn như thế này mà không sợ suy nghĩ quá nhiều nhá. Nên nhớ là những khoảng trống sai lầm, những lúc mà các bạn hoàn toàn có thể sai, mình học từ cái sai đấy, xong mình sửa, rồi mình tiến bộ. Cứ như thế lặp đi lặp lại, và mình tin rằng sau một vài tháng, một vài năm, khi các bạn sử dụng, các bạn sẽ cảm thấy rất là dễ dàng và rất là easy, chứ không phải là cứ nói đến việc ăn uống, tập luyện, các bạn nghĩ là mình phải chính xác 100% hardcore hết mình. Chính những điều đấy nó sẽ càng không giúp các bạn đi xa được. Vậy nên mình hy vọng là với video ngày hôm nay, nó sẽ giúp các bạn hiểu được nhiều hơn cách sử dụng Mindfulness Bar. Và comment cho mình ở bên dưới là khi các bạn xem video này rồi, các bạn cảm thấy có những gì các bạn có thể học được, cũng như là cần mình làm những cái hướng dẫn về cái app nào, hoặc là cái chất lượng của video này nó có tốt hay chưa. Hoàn toàn mình rất muốn feedback của bạn để làm sao mình tăng dần cái chất lượng những cái video hướng dẫn của mình lên, để giúp cho mọi người cảm thấy là cái hành trình đạt tới cái body mơ ước nó trở nên dễ dàng hơn và nó khả thi hơn. Hy vọng các bạn enjoy video vừa rồi, và nếu các bạn thích cho mình một like, đừng quên subscribe và bật cái chuông lên để có thể nhận được video lần sau nhé. Yêu các bạn nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong video sau.